Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chất độ của mình là Phương Fast Food. Mọi người có thể gọi mình là Phương Fat hoặc là Hủ Béo cũng được. Thì hôm nay chúng ta lại đến với một cái video mới. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái dạng video tổng hợp lần thứ hai. Giống như lần trước mình có kiểu như là quay vlog đi chơi cũng như là tiện thể là review đồ luôn. Đây như kiểu là cái tập 2 ấy các bạn. Nói thật các bạn là mình khá là muốn đầu tư kiểu một cách nghiêm túc để mình quay video rồi làm ra những cái vlog nó có chất lượng hơn về cả hình ảnh lẫn âm thanh ấy. Thế là thành ra mình vừa mới đặt hai món ngày hôm qua nhưng mà hàng về khá là muộn nên là mình không kịp làm video. Thì bây giờ đang là 11 giờ trưa rồi. Thì lúc nãy vợ chồng mình vừa mới đi ăn phở chay về, lâu ăn ngon vãi chưởng công ạ. Thề luôn. Thế nên bây giờ tôi có năng lượng để làm video cho công xem đây. Ok, thì hôm nay chúng ta có hai món đồ công nghệ mà mình sẽ unbox cho các bạn xem. Đấy. Đây cũng sẽ là hai cái món mà trong tương lai mình sẽ dùng chắc là khá là lâu đấy. Vậy thì mình muốn giới thiệu bạn, thứ nhất là một chiếc mic dành cho máy ảnh máy quay mang tên Rode VideoMic Go. Đấy, em vào đây. Thì theo như mình được biết ở trên thị trường thì đây là một chiếc mic khá là bá đạo và như kiểu là một chiếc mic quốc dân dành cho những anh em mà với tập tành quay video cũng như là dân chuyên họ cũng dùng luôn. Và cái món thứ hai mình muốn giới thiệu bạn đó chính là cái grip, nghĩa là nó là cái tay cầm giúp chúng ta cầm chắc chắn hơn trong việc quay vlog như là cái nhu cầu của mình. Thì mình xin giới thiệu các bạn chiếc tay cầm Sony GP-VPT-2BT. Vãi cả cái tên luôn công ạ. Thì đáng lẽ tôi định mua cái chiếc đời cũ hơn một chút, nghĩa là nó có dây, nó có thể cắm vào được. Nhưng mà do cái cửa hàng tôi mua thì họ đang hết cái loại đấy rồi. Họ có giới thiệu với tôi một cái sản phẩm nó tiên tiến hơn một chút nhưng mà giá nó không chênh quá nhiều. Đây là nó sử dụng cái công nghệ Bluetooth anh em ạ. Thì chúng ta không cần phải cắm dây vào cái máy. Còn cái thực sự cái tôi tìm kiếm được trước thì nó cần dây mà nó phải cắm vào máy. Chắc là cũng được thôi, bởi vì là không cần dây thì chắc là nó sẽ tiện hơn, nó đỡ vướng víu hơn. Lúc kiểu quay lắc thì dây nó không bị vướng vào máy ấy. Nói chung là tôi nghĩ là có dây không có dây đều có cái tiện và cái hay và cái dở của chúng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tiết mục mở đồ ra xem như nào của mọi người nha. Let's go. Rồi, chúng ta sẽ trực tiếp mở hộp các cái món đồ ngày hôm nay ở ngay trên cái bàn làm việc của mình các bạn nhé. Trước tiên chúng ta sẽ mở con mic ở trước. Mình thì mình luôn háo hức với những con mic nhiều hơn. Ở đây rồi sẽ có một cái phần để rạch ra. Ok. Đây rồi. Yeah. Ui. Trước tiên là mình khá ấn tượng với cái đầu lọc mic các bạn ạ. Ban đầu mình xem ở trên mạng thì họ không thấy họ lắp cái bông này vào. Nhưng mà ủa, mùi thơm ấy. Cái bông này như kiểu là cái để đi cùng cái mic ấy, để cho nó chắn tiếng gió. Đây, chúng ta cùng đến với nhân vật chính của cái sản phẩm đầu tiên. Trông có vẻ nó hơi hơi bị kiểu ép vào. Chắc là kiểu để trong hộp lâu quá nên thành ra nó bị hình trông nó trông hơi ngu như này các bạn, với cả nó hơi dính lông nữa. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái giá đỡ, cái mic nó sẽ gắn với cái giá này luôn. Còn cái pop filter của nó thì mình có thể rút ra nhưng mà thôi. Ở đây nó có một cái dòng chữ là Video Mic Go Made in Australia, đây là hàng Úc các bạn nhá. Ở dưới này nó sẽ có một cái này là để giúp cho để thắt chặt vào cái camera của chúng ta hơn. Rồi, đây là món thứ nhất. Món thứ hai chúng ta có được đấy là cái mounting configuration này. Đây là cái quick start guide. Nó vẫn là một cái quyển hướng dẫn sử dụng. Rồi, cái này tí mình xem sau. Và có một cái túi rất là nhỏ xinh xinh chứa cái dây. Thì cái mic này nó không cần dùng pin các bạn. Cái mic này nó sẽ có hai cái cổng là cổng jack 3.5. Một cổng là cắm vào đây, một cái cổng nữa là sẽ cắm vào cái máy ảnh cái mà mình đang dùng đây. Tí nữa mình sẽ cắm thử cũng như là test chất lượng cho các bạn xem như thế nào. Đấy, rất là xinh. À, các bạn thấy ở đây trông nó không bậy như các bạn. Mình hy vọng các bạn đang không nghĩ bậy như là mình nghĩ. Ở trên nó có một cái lỗ để các bạn ở đây nó sẽ hình như nó sẽ có một cái để các bạn cho vào. Đây, để mình thử tháo cái này ra nhá. Đây, tháo à. Cái mic trông nó sẽ như này. Nguyên bản nó sẽ như này. Nếu như mà không có pop filter, không có đầu lọc, không có chắn gió. Đây nó có các cái màng, ok. Đây mình sẽ nhét thử cái
mic này vào thẳng cái con chắn gió xem nhau nhá, xem có được không nhá. Không ngờ nó làm kiểu tếu này luôn anh em. Đây mình thấy cái đầu của cái mic nó nằm ở ngay trên cùng rồi. Về cơ bản là trong cái mic của chúng ta khi mà có cái chặn gió nó sẽ trông như này. Nhưng mà trông này hơi kiểu lông lá, trông người rừng quá, rừng rậm quá, nên là mình sẽ tháo cái này ra. Bao giờ mình kiểu nghĩa là mình nghĩ là khi mà đến với các cái môi trường ở bên ngoài, quay vlog bên ngoài ấy, thì chắc mình sẽ phải có một cái túi riêng để đựng các cái đồ này, đựng các cái đồ này, đựng hai cái đầu lọc mic này. Thì mỗi môi trường mình sẽ dùng một kiểu riêng. Giả dụ như là vào một hôm trời mưa cũng như là gió bão rất là to thì có thể mình sẽ chuyển sang dùng cái này. Nhưng mà mình nghĩ là cầm cái này ra ngoài đường trời mưa nó sẽ không phải là một cái ý tưởng hay. Nên là cái này nếu như kiểu dùng trời gió to quá thôi, chứ còn mưa thì thôi nghỉ mẹ quay các bạn nhá. Quay làm gì hỏng mẹ hết đồ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến món thứ hai các bạn nhá. Chúng ta cùng đến với món thứ hai là chiếc grip tay cầm. Mã của nó là GPVPT2BT. Trời ơi, tôi đọc đến 10 lần tôi không để nhớ được. Toàn P với B với T, khổ ghê. À, ở đây nó có một cái tem làm luôn. Đấy. Ui da, bọc cẩn thận quá nhở. Ở trong này chúng ta sẽ có một cái thiết bị đây. Thiết bị chính của nó sẽ nằm ở đây. Thứ nhất là có sách hướng dẫn vẫn như thường lệ. Sách hướng dẫn tiếp. Chắc là kiểu tổ ngôn ngữ ấy. Ngoài ra chúng ta được bọc trong một cái túi trông rất là sang chảnh các bạn. Nhìn chất liệu túi kìa. Mình rất thích ngửi mấy cái đồ này, không hiểu sao. Chúng ta được tặng kèm một cái túi rất là cute mọi người ơi, mọi người ơi. Sony chính hãng nha. Đấy, chúng ta sẽ có thể cất đồ vào đây. Thực ra mấy cái túi này mình toàn đưa cho vợ mình cất mấy cái đồng xu rồi cất nữ trang vào trong này, chứ mình có dùng quay đâu. Đã bỏ là bỏ hết vào một cái túi chung luôn. Còn túi bé này thì chỉ cất được mỗi cái kia thôi, không ạ. Ngoài ra trong này sẽ có một viên pin. Pin này thì khá là phổ thông thôi, không có gì cả. Thì tí nữa sẽ lấy để lắp vào cái tay cầm. Rồi, chúng ta đến với nhân vật chính của tiết mục thứ hai nha. Đây, gói ghém rất là cẩn thận. Ui, má cầm vào đúng kiểu đồ chất lượng ấy các bạn, đúng đồ Sony các khác. Đây, chúng ta có chế độ photo, movie, C1. Cái này là để chọn các chức năng quay, chức năng quay chụp này. Lock chắc là kiểu mình không biết cái lock này là để làm gì, khóa cái gì, tí nữa dùng chúng ta mới biết. Đây, các bạn có thể thấy đây chính là cái tay cầm dành cho anh em hay có sở thích đi quay vlog giống mình. Thì tương lai mình sẽ dùng cái thiết bị này cũng như là cái mic kia một thời gian dài luôn để phục vụ mục đích quay video cho các anh em xem. Nên hy vọng anh em sẽ ủng hộ mình dài dài nha. Thì cái tay cầm này nó có hai cái dạng, hai cái dáng. Một là chúng ta sẽ cầm nhảy. Đấy. Ngoài cái việc nó là một cái grip, là một cái tay cầm ra, thì nó cũng là một cái mini tripod. Đây, nó có thể để đây để anh em chụp ảnh tĩnh hoặc là kiểu quay theo cái kiểu thời gian trôi nhanh ấy. Nói chung là nó phục vụ cho khá là nhiều mục đích. Cái tripod thì nó có những mục đích gì thì cái này nó sẽ như thế. Cái nút này ấn vào thì nó sẽ di chuyển được cái trục này. Ok, ở trên này thì nó sẽ đây. Cái này là để chúng ta vít vào vít ra cái thiết bị nó dễ hơn. Đấy. Đằng sau là chúng ta có cái gì? Đằng sau trông nó không khác gì một cái điều khiển. Phần này chắc là phần lắp pin. Đây mình sẽ mở ra. Nó ghi là số bước 1 là kéo sang bên, bước 2 mở ra. Nghĩa là phải dùng hai cái một lúc à? Đấy, dùng hai ngón tay một lúc. Thực ra mình dùng 3 ngón thôi. Đây. Cái này để cho pin vào. Mình sẽ thử nhá. Bóc ra nào. Hay à. Đã bóc tem em lót rồi. Đây, mình sẽ cho vào đây. Đơn giản thôi. Đấy. Đó. Bây giờ thì kết nối nhau nhỉ. Bây giờ thì chắc là mình sẽ vừa xem hướng dẫn và vừa lắp đặt. Thì có gì mình sẽ trên tay và test luôn cả cái mic để cho các bạn xem chất lượng như nào các bạn nhá. Rồi thì đây là một cái đoạn test nguyên cả hai cái thiết bị mình vừa mới lắp vào, đó chính là cái mic và cái tay cầm. Đây mình đang cầm này.
thì chắc chắn là về cái độ chống rung thì cái con grip này nó sẽ không bao giờ có thể bằng được con gimbal, bởi vì con gimbal sinh ra là để chống rung đấy. Thì con này chắc là nó chỉ kiểu như là hỗ trợ không bị rung lắc quá nhiều, làm cho cái khung video nó bị kiểu rung rung méo méo, kiểu trông nó rất là khó chịu, bạn hiểu không? Và đây là mình đang nói coi như là để test xem cái mic mới nó như nào. Nhưng mà phải công nhận một điều các bạn ạ, là cái máy mình đang cầm bản thân nó đã nặng vãi cứt rồi. Bây giờ mình thêm cái mic ở trên đầu nó với cả làm thêm cái tay cầm ở phía dưới nên thành ra nó lại càng nặng hơn. Nhưng mà chí là nó vẫn đỡ hơn cái việc mà mình cầm cái máy ảnh không, bởi vì cái khả năng lúc mà thứ nhất là nó rung rất là nhiều, thứ hai là kiểu những lúc đang đi bị vướng phát nó rơi mẹ cái máy, thôi đi tông cả nhà đấy, mất hết cả cơm, mất hết cả gạo đấy. Thì ban đầu mình cầm chưa quen nên thành ra mình phải đổi tay liên tục bởi vì khá là mỏi tay, nhưng mà hy vọng là về sau một khoảng thời gian dài làm khá là nhiều video mang tính chất vlog bằng cái máy này thì mình sẽ quen và tay mình sẽ to dần ra đấy. Thì hy vọng là các anh em nghe thấy cái tiếng bây giờ mình đang nói khá ổn định. Ok, ngoài cái việc unboxing cho các bạn xem hai cái món đồ mình chuẩn bị để cho cái việc quay vlog thì mình sẽ test thêm một lần nữa bằng cách là chiều nay thì thực sự là mình đi sửa cái Redlock của mình. Đấy, thỉnh thoảng mình lại đến mình sửa một chút. Thì chắc là chiều nay mình đến mình sẽ thứ nhất là nối cho dài ra hơn một tí và mình sẽ thêm một vài đoạn highlight. Thì trên đường đi cũng như là khi mà đến chỗ làm tóc thì mình sẽ cũng sẽ cho các bạn ở bên, sẽ cho các bạn xem là quá trình sửa tóc nó nha. Coi như là để test luôn hai cái phụ kiện mới này các bạn nhé. Các bạn cứ coi như đây là một cái video test đi. Nếu mà cảm thấy ok thì lần sau mình cứ dùng các cái phương pháp như này để mình đi chơi, mình quay thôi. Ok mọi người nhá, hẹn gặp lại mọi người buổi chiều. Ở cái thời điểm mình thì sẽ mất khoảng vài tiếng nữa cơ, nhưng mà mọi người chắc là sẽ qua trong vòng vài tích tắc thôi. Ok. Ok mọi người, tình hình là mình vừa mới sửa xong cái kiểu Redlock rồi. Tổng thời gian nó vào khoảng gần 3 tiếng. Nói chung là mình ban đầu mình để chân nhện nó hơi ngắn nên là thành ra là mình muốn đi sửa lại cho nó dài hơn một tí. Nó không dài được như ban đầu nhưng mà mình muốn kiểu buộc lại ấy. Đấy. Nhưng mà tiếc là mình không mang chun nên là thành ra là không thể buộc được, không thể cho các bạn xem được là kiểu tóc sau khi fix nó buộc lên trông nó như thế nào. Đây người.
Ok, mình đã chính thức comeback về nhà của mình rồi. Hiện tại mình đang có mặt ở phòng làm việc của mình. Hiện tại là mình chưa tắm các bạn, mình mới chỉ thay qua quần áo thôi, bởi vì mình sẽ chuẩn bị phải online livestream ngay bây giờ, bởi vì mình đã hứa với anh em ở trên stream là hôm nay vẫn sẽ online rồi. Thì xin lỗi các bạn vì lúc nãy mình đang nói chuyện dở thì tự nhiên lại chuyển sang cái cảnh này luôn, bởi vì lúc nãy đang quay thì tự nhiên pin hết. Với các bạn phải hiểu là mình quay suốt gần 2 tiếng đồng hồ trên cái máy này liên tục, và cái pin lúc đấy nó chỉ còn tầm khoảng 2%, thế là nó báo sụt một phát. Thế thôi, đúng lúc đấy thì anh Grab anh đến thì thôi mình cho máy quay vào ba lô và mình đi về luôn. Bây giờ về đến nhà thì mình mới có điều kiện để mình lắp một cục pin khác vào và nói chuyện với các bạn. Ok, thì rất xin lỗi các bạn vì mình không có bất kỳ một cái đoạn footage nào khi mà đang ở trên đoạn phố cả, bởi vì lúc đấy thì mình mải mê mình chụp ảnh. Thực sự là mình chưa bao giờ có trải nghiệm lên trên phố đi dạo một mình mà lại kiểu rong rong trên tay một cái máy ảnh cả. Lúc đấy thì mình đeo khẩu trang nên thành ra với kiểu tóc của mình nữa nên thành ra mọi người cứ tưởng mình là Tây. Mình có nghe thấy một vài anh bán hàng có nói thì thầm với nhau bảo tại sao thằng Tây này trông lại lùn thế. Đi đâu bị chê lùn đúng không ạ? Ok, thì hy vọng là các bạn đã khá là thoải mái với tất cả các cái nội dung ở trong cái video lần này. Và sắp tới mình sẽ cố gắng nghĩ ra thêm nhiều ý tưởng để quay video ở dạng vlog và đăng lên cho mọi người. Nếu như mọi người có bất kỳ một cái sáng kiến hoặc là một cái đóng góp gì muốn góp ý cho mình thì hãy comment phía dưới hiểu về các cái ý tưởng làm video như nào, thì mình sẽ xem xét nếu như có thể làm thì mình sẽ làm cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra để xem cái video clip này. Nhớ hãy cho mình một like cho cái video này và các video khác, cũng như là một subscribe cho kênh mình để mình có thêm động lực mình làm video cho mọi người nha. Ok, bye bye. You were staying through the winter season, but